Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình Sống Khỏe với bác sĩ WinTran được phát trực tiếp trên kênh YouTube chính thức của tôi, Dr. WinTran Official, cũng như phát trên những chương trình truyền hình khác. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ nói về dầu cá omega 3 và trả lời những câu hỏi liên quan tới dầu cá omega 3. Tại Costco, Walmart hay là rất là nhiều cái cửa hàng khác tại Hoa Kỳ cũng như tại Việt Nam, quý vị sẽ dễ dàng thấy sản phẩm dầu cá được quảng cáo là bảo vệ tim mạch và có rất là nhiều tác dụng tốt khác. Tuy nhiên, việc uống dầu cá không đúng cách cũng giống như là không đúng liều về lâu dài có thể làm cho quý vị có những tác dụng phụ không đáng và đôi khi có thể làm sức khỏe quý vị xấu hơn. Thì vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ nói kỹ hơn về dầu cá và tôi sẽ giải thích kỹ hơn cái cách mua dầu cá ở đâu, uống dầu cá như thế nào và như thế nào là hợp nhất cho quý vị. Thì dầu cá omega 3 là gì trước cái đã? Dầu cá omega 3 đơn giản là dầu chiết xuất từ cá có chứa nhiều axit béo hay còn gọi là fatty acid. Omega 3 đây là loại axit béo mà nó có một cái liên kết đôi ở cách xa ba cái vị trí từ gốc methyl. Vì vậy nó gọi là omega 3. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Omega 3 fatty acid là một trong những loại acid béo cực kỳ quan trọng mà cơ thể chúng ta không có tổng hợp được. Nghĩa là hàng ngày chúng ta ăn uống, chúng ta cần phải có cái lượng này dẫn vào cơ thể chúng ta thì chúng ta mới có thể hoạt động tốt. Tại vì sao? Tại vì omega 3 hay là acid béo là một phần quan trọng trong việc hình thành vỏ của tế bào hay còn gọi là cell membrane. Quý vị cũng biết rồi là cơ thể chúng ta có hàng tỷ tỷ các tế bào thì những tế bào này nó liên kết nói chuyện với nhau thông qua những tín hiệu bên ngoài tế bào đó thì omega 3 fatty acid là một trong những thành phần đó khiến cho cái việc truyền tín hiệu nó tốt. Như vậy thì quý vị cũng đoán là omega 3 quan trọng như thế nào trong hệ thần kinh, tại vì rõ ràng là hệ thần kinh về não đây là những cái chất quan trọng để chúng ta có thể truyền tín hiệu. Đặc biệt là ngoài hệ thần kinh ra còn có tim mạch, hệ miễn dịch hay là những hệ khác mà đòi hỏi những tế bào nó phải nói chuyện với nhau. Thì trong trường hợp đó quý vị cũng hiểu là hệ miễn dịch là một trong những hệ quan trọng nhất để bảo vệ bệnh. Omega 3 còn là tên gọi chung của ba loại axit béo và đây là những cái thông tin rất là quan trọng quý vị cần biết khi mà quý vị mua omega 3. Cái loại đầu tiên nó còn gọi là EPA. Cái loại thứ hai là DHA và loại thứ ba là ALA. Tôi nói ngắn gọn như vậy để quý vị hiểu và tìm hiểu cho nó kỹ. Thì chúng ta nhớ đơn giản là trong ba loại này, cái loại EPA và DHA nó có nhiều trong omega 3 từ dầu cá, trong khi cái loại ALA có từ thực vật. Nói cách khác, EPA bổ tim, DHA bổ não, đó, nó chỉ nhớ đơn giản như vậy thì quý vị có thể hiểu khi mua dầu cá. Thì bây giờ dầu cá có tác dụng thực sự như thế nào tới sức khỏe? Thì khi mà chúng tôi khi tìm hiểu trên mạng thì đọc những thông tin về nghiên cứu thì cho thấy là những ảnh hưởng tốt nhất của omega 3 là lên hệ tim mạch thông qua các nghiên cứu về rối loạn nhịp tim, trong đó bao gồm hạ huyết áp, kiểm soát nhịp tim, tăng cường hệ miễn dịch. Và các nghiên cứu khác cho thấy là dầu cá omega 3 làm khỏe cho tóc, cho da và giảm rủi ro ung thư đường ruột. Thì đây là những cái nghiên cứu cho thấy rằng dầu cá omega 3 có những tác dụng thực tế như vậy. Quý vị cũng có thể thấy là omega 6 hay là omega 9 là những cái loại fatty acid, những cái dầu cá khác mà quý vị thấy trên thị trường. Thì đây là một trong những cái loại mà dầu cá mà có fatty acid, thì những loại acid này cũng là những loại acid quan trọng. Tuy nhiên, omega 6 là cái loại acid béo quan trọng mà chúng ta cần phải ăn, trong khi omega 9 là loại acid béo khác mà chúng ta có thể tự tổng hợp được. Như vậy, tại sao mà chúng ta cần phải uống bổ sung dầu cá omega 3? Cái câu trả lời rất là đơn giản là tại vì trong chúng ta ăn uống hàng ngày, chúng ta ăn nhiều dầu mỡ nhưng mà tỷ lệ giữa những cái chất này không có đúng. Ví dụ như cái tỷ lệ mà omega 3 với omega 6 là khuyến cáo là 1 trong 4, có nghĩa là chúng ta uống ăn 1 gram omega 3 thì chúng ta ăn 4 gram của omega 6, như vậy thì nó cân bằng.
Thực tế á, là chúng ta ăn 1 gram omega 3 mà 50 gram omega 6. Tại vì omega 6 có nhiều trong những chất béo, những chất nó đồ ăn ngon quý vị. Thì chúng ta thích ăn đồ ăn ngon nhiều hơn. Thành ra như vậy thì nó nhiều hơn. Và đây là lý do tại sao mà chúng ta không có đủ hoặc chúng ta cần omega 3 nhiều hơn. Tại vì omega 3 có những tác dụng bảo vệ như tôi nói. Thường thường khi mà chúng ta nói về dầu cá thì chúng ta nói về tim mạch bảo vệ như vậy. Ngoài ra dầu cá còn có tác dụng chữa trầm cảm, giúp cho những bệnh nhân ung thư, đặc biệt là phát triển trí não của trẻ em và phụ nữ mang thai. Thì đây là những nghiên cứu đã được xác định trong nhiều năm qua. Quý vị nào mà đang đi có thai thì quý vị cũng biết rằng đây là một trong những cái khuyến cáo mà nhiều bác sĩ cũng thường hay khuyên quý vị, nhất là đang mang thai, uống dầu cá hay là uống những cái sản phẩm này. Rồi, như vậy, quý vị làm sao biết cơ thể mình thiếu dầu cá? Đây là một trong những câu hỏi mà tôi nhận được khá là nhiều hàng tháng. Câu trả lời đơn giản là quý vị ăn cái gì? Nếu mà chúng ta ăn mà thiếu chất cá, tôi nói hai cái loại cá có nhiều dầu nhiều nhất bây giờ là cá hồi và cá mòi, tiếng Anh là salmon với là sardine, thì đây là hai cái loại cá mà nó có thành phần dầu cá nó nhiều hơn là những loại cá khác. Một câu hỏi khác nữa là cá nước ngọt hay là cá nước mặn thì có nhiều dầu cá hay không? Cá nước ngọt thì gồm có cá chép hay là những cái loại cá lóc hay gì thì theo những nghiên cứu thấy là dầu cá không có nhiều bằng cá nước mặn. Như vậy thì cá tốt nhất vẫn là cá nước mặn so với cá nước ngọt. Cái thứ hai là nếu như quý vị không có ăn cá ít nhất là 2 lần một tuần, cá salmon hay cá hồi hay là những cá biển, thì quý vị có thể có nguy cơ là ít hoặc thiếu dầu cá. Hiện nay thì chưa có một cái nghiên cứu hay chưa có một cái lab nào để mà đo cái lượng dầu cá, tại vì thực sự là chúng ta không biết được. Tuy nhiên nếu quý vị ăn uống mà thiếu những cái chất này thì quý vị có thể thiếu dầu cá. Đặc biệt là những quý vị nào ăn chay trường hay là quý vị nào mà thường ăn theo một chế độ ăn dinh dưỡng mà không có trộn lẫn nhiều thứ khác thì quý vị có thể sẽ thiếu dầu cá. Omega 3. Một trong những cái chế độ ăn uống mà tôi hay nói là chế độ theo phương Tây là bao gồm có hạt, bao gồm có những hạt dầu mà tôi hay nhấn mạnh trong những buổi nói chuyện khác, thì trong đó cũng có dầu cá trong đó, mặc dù cái lượng mà AHA thì nó cao hơn EPA với lại DHA. Như vậy thì quý vị chọn mua dầu cá như thế nào và quý vị chọn mua dầu cá ở đâu? Thì cái đơn giản nhất và tiện nhất nếu quý vị có thể có tại Mỹ là quý vị nói bác sĩ kê to dầu cá cho quý vị. Tại sao? Tại vì trên thị trường hiện nay là có một số thuốc dầu cá mà sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt để sản xuất thuốc. Ở đây tôi có liệt kê một vài thuốc, quý vị có thể tìm hiểu là Lovaza, Omtrim, Epanova hoặc là Vascepa. Thì đây là bốn cái loại thuốc được FDA approve, là một cái dạng dầu cá tinh chất mà trong đó bao gồm kết hợp giữa EPA và DHA. Thì như tôi nói là EPA thường có tác dụng lên thành mạch bổ tim và DHA thường hỗ trợ cho não và hệ thần kinh. Thì trong những cái loại thuốc này á, là những cái loại thuốc mà được cơ quan FDA approve và bác sĩ có thể kê to cho quý vị. Như vậy đó là cách tốt nhất để quý vị uống dầu cá. Tại vì bảo hiểm trả tiền mà FDA approve mà chất lượng lại tin tưởng. Bây giờ nếu như mà quý vị không có bảo hiểm trả tiền hoặc là quý vị tại Việt Nam muốn mua dầu cá thì sẽ mua như thế nào? Thường á, khi mà chúng ta mua dầu cá, quý vị nên mua ở những cái cửa hàng hay những cơ sở mà có uy tín. Tôi nói ví dụ như Costco chẳng hạn, Walgreens hay là CVS có thể là như vậy. Tại vì họ có một cái tiêu chuẩn nhất định để bán đồ. Thì khi mà chúng ta ra Costco, chúng ta sẽ lựa dầu cá như thế nào? Đầu tiên quý vị phải xem là nó có cái tỷ lệ EPH DHA trên dầu cá của mình. Và thường cái tỷ lệ này là thường là 300mg trên 1000mg hay là 1g dầu cá. Tại sao? Tại vì cơ thể chúng ta cần trung bình từ 250 cho tới 300mg kết hợp giữa hai cái chất này. Như vậy thì quý vị uống một viên dầu cá mang tiếng là 1000mg nhưng mà có khoảng chừng 250 kết hợp giữa hai cái này mà thôi. Thì đây là cách mà chúng ta tìm. Và thường cái tỷ lệ giữa hai cái này là 1:1 hoặc là 2:1. Nhưng mà quý vị thấy nó kết hợp thì quý vị sẽ ok. Một điểm thú vị là nam và nữ hấp thụ hoặc là uống dầu cá khác nhau như quý vị. Tại vì cơ thể phụ nữ
có tỷ lệ mỡ nhiều hơn, thành ra họ có estrogen nhiều hơn, thành ra cái khả năng mà họ chuyển đổi từ ALA to DHA tốt hơn là nam giới. Thành ra sau này có một số hãng sản phẩm đưa ra cái đề nghị là uống dầu cá dành cho nam, trong đó có DHA nó cao hơn EPA. Nó tóm lại là bổ não nhiều hơn bổ tim tí xíu, nhưng mà tôi chưa có thấy những cái nghiên cứu đó, nhưng mà tôi nói cho quý vị thấy là cái sự thú vị như vậy. Rồi, như vậy câu hỏi khác nữa là uống dầu cá bao nhiêu là đủ và cái liều như thế nào là nguy hiểm. Theo những nghiên cứu mà chúng tôi tìm hiểu đọc thì những cái khuyến cáo từ cơ quan tim mạch Hoa Kỳ cũng giống như là những cơ quan quản lý dược của châu Âu thì cái liều dầu cá hiện tại bây giờ là từ 1 gram cho tới 4 gram là tối đa. Nói cách khác là từ 1 tới 3 gram. Thì một viên dầu cá là 1 gram. Như vậy quý vị có thể uống được tối đa là 2 viên cho tới 3 viên một ngày nếu như quý vị không có vấn đề gì. Thông thường cái liều bắt đầu là 1 gram một ngày để cho quý vị không có tác dụng phụ, quý vị có thể chịu được. Khi mà quý vị uống dầu cá nhiều quá, trên 4 gram hay là trên 4 viên một ngày là đây là có thể có vấn đề. Như tôi nói ban đầu cái buổi nói chuyện này là uống dầu cá hay bất kỳ cái thuốc nào mà quá liều thì đúng cũng có thể ảnh hưởng sức khỏe, làm cho chúng ta bị bệnh. Quý vị nhớ là cơ thể chúng ta lúc nào cũng vậy, đồ ăn hay bất kỳ cái chất nào nó có cái ngưỡng nhất định để khỏe, quá nhiều hay quá ít cũng không tốt. Như vậy trong trường hợp này dầu cá nếu mà quá nhiều thì như thế nào? Nhiều là thường là trên 4 gram, hoặc là đối với một số quý vị có những bệnh mà không có hấp thu dầu cá được, hoặc là có một số bệnh về đường ruột thì quý vị cần phải cẩn thận và hỏi chuyện bác sĩ. Khi mà quý vị uống quá nhiều dầu cá thì quý vị sẽ có nhiều tác dụng phụ. Một trong những tác dụng phụ có thể xảy ra thường xuyên là chảy máu, hay là xuất huyết, hay là chảy máu cam. Một số trường hợp quý vị có thể ảnh hưởng tới đột quỵ do xuất huyết, tại vì dầu cá bản thân nó đã làm cho chúng ta dễ chảy máu rồi. Nếu như quý vị uống những cái thuốc mà làm loãng máu kết hợp với dầu cá thì cái khả năng quý vị bị xuất huyết nó càng cao hơn, đặc biệt là xuất huyết ở trong não. Cái thứ hai là cái đôi khi quý vị sẽ bị tăng đường huyết hoặc là tăng lượng đường trong máu do uống dầu cá nhiều quá nhiều. Tôi nói nhiều là 4-5 gram. Một cái điểm nữa là huyết áp thấp, bị tụt huyết áp là một trong những cái dấu hiệu khác khi quý vị có thể uống quá nhiều dầu cá. Trào ngược acid hay là bệnh viêm dạ dày, đau bao tử, tôi có nói một cái chủ đề này trên YouTube không lâu. Nhưng mà dầu cá là một trong những cái lý do khiến quý vị có thể bị bệnh này nếu như quý vị uống quá nhiều. Và nhiều thường là 4 cho tới 5 gram hoặc là 4 tới 5 viên một ngày quý vị nha. Cuối cùng là ngộ độc vitamin A. Sau này một số nhà sản xuất thuốc đã kết hợp dầu cá với vitamin A nhằm bổ sung vitamin A cho nhiều người, nhưng mà khi quý vị uống dầu cá thì tôi nghĩ là quý vị cho nên uống dầu cá thôi, đừng có uống thêm những cái khác, tại vì dầu cá đã được chứng minh có những tác dụng nhất định. Nhưng mà uống vitamin A nhiều quá có thể gây đến ngộ độc, và trong trường hợp đó quý vị chữa dầu cá nhưng mà có thể vô tình là khiến chúng ta bị ngộ độc về vitamin A. Cuối cùng, mất ngủ hay là chúng ta bị tiêu chảy hay là những cái rối loạn về đường ruột khác là một trong những cái triệu chứng mà quý vị thường gặp khi uống quá nhiều dầu cá. Nói tóm lại, buổi nói chuyện ngày hôm nay quý vị cũng thấy rồi là dầu cá là một trong những cái thuốc mà tôi nghĩ là khá là quan trọng và có những tác dụng nhất định lên hệ tim mạch, hệ thần kinh, hệ miễn dịch và bảo vệ và cải thiện sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên quý vị cần phải uống đúng liều là từ 1 cho tới 4 gram một ngày, có nghĩa là 1 tới 2 viên một ngày thôi. Và uống khi nào mà chúng ta không có đủ dầu cá dựa vào chế độ ăn uống. Quý vị uống quá nhiều dầu cá cũng có thể có những tác dụng phụ nguy hiểm, thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Quý vị nhớ nhé, bất kỳ cái thuốc nào cũng có cái liều nhất định và tư vấn và hỏi chị bác sĩ là cách tốt nhất để chăm sóc sức khỏe của mình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi với chương trình và hẹn gặp lại trong quý vị trong những kỳ tới. Cảm ơn quý vị.